Này chưa cùng. Ráng chút, cô lên. Này, nó ở trên đây, ở chỗ này nó lâu dữ lắm mày. Cho nên nó cứng á. Nó cứng mà nó sâu. Mình phải cố gắng để đây cho nó hết. Dạ, em nó sẽ lắng mình.
Nhanh chút, cô lên. Này tuần sau em lại tiếp nha em. Dạ. Mặt em để mà em không trị nữa là sẹo chằng chịt cái mặt á. Dạ. Cố gắng đi chứ không mà gái có cái da mặt á. Em đi trễ nữa là em không có đi trị mụn nghiêm túc nữa là mai mốt nó sẹo chằng chịt cái mặt là em hối hận không kịp á. Nên cố gắng nha. Rồi em về em có thuốc gì bôi không? Dạ có nhưng mà xài hoài nó không có hết á chị. Vậy bây giờ chị lấy thuốc bên chỗ chị cho em nha, bôi nha. Dạ. Em thấy sao? Rồi bây giờ em về em các bạn cái số điện thoại của chị á. Em nhắn cho chị đi, chị gửi cái thuốc này em tự đi mua em uống nha. Dạ. Rồi sau đó là một tuần là em qua bên chị một lần. Em phải đi nghiêm túc. Dạ. Em đi liên tục vài tuần liền nha. Dạ. Tối đa là 6 tuần là em sẽ hết. Dạ. Em nên làm một cái thẻ. Cái thẻ đó là nó mua năm nó được tặng một thì nó sẽ tiết kiệm cho em hơn là em đi từng lần. À. Cái mặt em nó đang nặng, mụn mụn nó cũng nặng lắm rồi này. Này mụn nang, này uống thuốc em nói chung là chị nó đơn giản, em đừng có suy nghĩ là nó ghê gớm. Rồi sẽ dưỡng lại từ từ là da đẹp. Ok đó. Mụn nó cứng lắm. Cứng lắm.